chú ơi, chú ơi. Chờ chú tí. Dạ. Ủa đã quá à. Lấy con đổ vô hay gì? Dạ, con đổ vô luôn mấy chú. Dạ, để đổ vô này ta sắp cho. Dạ, chị chuyện cho em nha. Rồi. Để vậy đó, sắp đi. Rồi, đổi. Cái này mình bán nhiêu ký chú? Cái này mình không biết được. Nha không? Hai rồi chị ăn chuyện cho chị Hằng đi nha chị. Rồi mình bán biết thôi cho mình để làm công nó đâu biết. Dạ. Wow này Hằng, Hằng ơi. Dạ. Cái mày Vinh hả? Có luôn không? 2 tháng à? 2 tháng mà được gì luôn rồi. Hôm nay mấy chị em mình đến đây ra xúc cá nha các bạn. Thấy ham luôn. Hằng ơi. Dạ. Nó lóc ở dưới giờ em kìa Dung. Nó nhảy đó. Nó nhảy đó, cảm ơn em. Thả quá à. Nè. Cá này mình gọi là cá chê bột phải không chú? Có bột luôn đó. Dạ. Là mình nuôi cái này nó lớn xong cái người ta nuôi thêm cái nữa. Rồi lúc này lên bắt cái gì đây. Dạ. Đây. Có cá mày Vinh không Cẩm? Có Linh gì không Cẩm? Đã quá à. 2 tháng mà được gì vậy ta? Nhà mình mở hầm đi Cẩm ơi. Nuôi cá này cực không chú? Thì nó không có chịu ăn thì khỏe có heo mình chết. Ê, con cá chê vàng. Cái gì vậy? Cái dê bự cho nó lên màu chứ không phải cái dê. Ủa cái dê. Ôi lạ quá hả? Ủa con cá này. Ủa trời ơi. Ê con cá này lấy ra nè chú Mười ơi. Nè 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 con cá bự quá trời luôn nè. Đó con cá bự đó. Đó con cá bự luôn á. Bỏ bọc. Ủa rồi. Cái nhỏ. Rồi tuột rồi, tuột rồi, tuột rồi. Mình lên lấy bao mới được, cái bọc nó có ngậm nó lót đi mà ghét. Mẻ này là hết rồi hả chú? Còn mẻ nữa thì ăn sao không vậy? Dạ. Ôi. Cái này không ngon quá đi không được rồi đó. Thôi. Hết rồi. Tại chú nó đầy sọt nó bị văng á. Ơ mẹ cuối cùng. Y y cảm em thấy nó bò không mấy chú đang chuẩn bị dạng cá vô nè các bạn. Mẻ lưới thứ hai nè mấy chị em mình chuẩn bị xúc nha. Ôi ôi kìa chưa nó chưa nhảy chuẩn bị nè nó gồ lên nè đó. Ôi kêu cá rảnh nó nhảy kìa, cá rảnh nhảy kìa Cẩm. Kìa. Cá toàn là cá rảnh nhảy thôi. Kìa con cá chơi nó lóc thằng kia luôn kìa. Không dám thọt cái tay xuống luôn. Ồ. Cá rảnh. Này được con cá rảnh. U đẹp lắm. Nãy nó đây con á. Được có chụp. Hay. Nó nhảy. Vớt. Canh nó xúc lên.
Xúc quá chú. Rồi, xúc nữa thì xúc. Ý các bạn ơi, cái này bé hơn. Cá dảnh, kiếm con cá dảnh. Trời đất ơi, con cá gô. Con cá gô quá trời, con cá gô mè nè. Mà sao không bắt? Để đổ đây vậy đó. Đây, cá dảnh nè, cá dảnh. Cá gô mè, cá gô mè, hai con cá gô mè bắt mời. Cẩm ơi, chuyển nghề Cẩm ơi, đi thu mua cá đi. Bắt cá hả? Wow, mê luôn. Ui ơi, dòng kìa. Đang canh con cá dảnh. Cá bị dính nữa đó. Ủng quá mấy con cá luôn đó. Nhảy giò chị luôn kìa. Xạo quá chú ha. Ủa nó nhảy giò chị nè. Ý. Hi hi cắm. Cắm thì bỏ vô bao chị. Hả? Nó gô nè. Bắt lại. Ở bao hả? À, nãy giờ mấy chị em mình cũng tiếp mấy chú xúc cá được hai mẻ các bạn. À, giờ có một ít cá chê nè các bạn, với lại cá chê này, cá chê bự, rồi có cá rô mè nè, cá dảnh luôn, cá mè dinh. À, thì mấy chú cũng cho mình, mấy chị em mình ít con về nhà để mình nấu ăn nha các bạn. Giờ mình ngồi với chị em xuống ngồi lựa nha, bắt mồi đang lựa tiếp mình nè. Lấy con bự. Giờ lấy cái nào ta? Lấy mấy con bự. Lấy con này nè. Con này hả? Cá chê vàng hả? Nãy mấy chị em mình được cho một ít cá chê đem về nữa các bạn, dung bằng 3 con rồi. Còn một đống mình rộng ở dưới phía sông mình các bạn rất là nhiều luôn. Giờ hôm nay làm món gì Dung? Giờ bữa nay làm món cá chê nướng. Cá chê hấp đi. Hấp gì chị? Hấp đi Cẩm ơi. Hấp đi em. Hấp đi. Hấp gì nữa? Đốt than rồi. Cẩm nó đốt than làm gì cưng ơi, chứ đâu phải nướng cá. Cẩm nói là gì? Để lát đi, em giữ ấm cho con cá. Sưởi ấm cho con cá. Cá lạnh lẽo quá. Thôi Cẩm. Phải không mà cười. Cười ngắt ngắt luôn. Cẩm nay nói thấy chị có lỗi quá, chị bắt em lên trên đây. Nhưng mà người mặn là người ác nhất. Để em lạnh lẽo. Ơi con nhỏ nào đập đầu. Người ăn mới ác nhất. Cái người mà đập đầu cá mới là ác nhất. Các bạn ơi, hôm nay mình được giao cái nhiệm vụ là nướng than nha. Để than nó bắt đó, xong rồi mình đem cá lên mình nướng. Bây giờ là bắt lửa lên trước. Nướng than nha chị. Nướng than. Nướng than đó. Một hồi nướng xong ra con cá nha. Nướng xong ra ba chắc chơi. Rồi cuối cùng bây giờ là gừng hay là me nè. Bây giờ là mình làm nước mắm me và nước mắm gừng hai nước mắm luôn. Chị mệt quá ăn hồi đứa me đứa gừng. Vậy cuối cùng là làm gì? Tại nè bốn đứa. Chị, không đúng rồi đó me đi chị. Me phải không? Thấm nhất me chưa? Me. Rồi đánh lộn nhau à. Chị ăn là ăn nước mắm gừng á, bây giờ mình ăn nước mắm me đi. Hay quá ha. Hay cái này nó hồng rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để mấy con cá chê lên nướng nha. Đây. Nướng nổi không cậu? Được. Cuối cùng cái mắm me của chị cũng đã hoàn thành. Xong rồi hả chị? Chị thích làm nó sạch sạch ngon. Đúng rồi, chấm nó ngon. Bắt. Hôm nay mình có mua bún không à? Dạ có.
Rồi, đợi một lát nha. Ăn đi. Sau nãy giờ là đợi khoảng 15 phút rồi đó các bạn ơi. Thì thành quả của con cá mình là nó như thế này đây. Đó, nó vậy đó. Nó chóc da chị ạ. Hay là cẩm ăn cái da chị? Không hề đâu. Em đã cố gắng hết sức rồi. Em nghĩ là nó gần chín rồi đó nha mọi người. Có chuẩn bị đi. Thôi chị dọn chén. Chuẩn bị đi mọi người ơi. Gần chín rồi. Các bạn ơi, mình ăn cá chê nướng thì không thể nào thiếu một ít rau sống như là dưa leo nè, rồi xà lách. Đó, đặc biệt là cái tô nước chấm của chị An làm đây. Đây là mắm me nha, ngon lắm. Rồi cộng thêm bánh chén với lại bún nữa. Trời ơi, cuốn với nhau. Hết sảy ti ơi, nước miếng ti nhiễu rồi kìa. Vui lại tém tém lại. Ngon rồi chị ơi. Ngon hả? Ngon rồi, nhìn nè, em thấy ngon rồi đó. Bây giờ em chỉ muốn ăn ngay lập tức. Chắc là sắp chín rồi. Dung ơi. Đồ bà Dung ơi. Em nghĩ là đưa con bự vô đi Dung ơi. Con bự Dung ấp nó lên để cho nó chín cái lượng như đây nè. Cho nó ấp lên giữa giữa con. Ấp ngựa rồi, ấp ngựa rồi. Cái lượng này nó lại bị nè. Chờ cái này trước đi. Này bạn luôn. Còn con nhỏ đi. Miếng thịt. Không nhận cá bự ghê luôn. Mồi lửa hàng lắm rồi. Đây. Cảm ơn gì cảm? Chán. Ăn chán không? Hết tất cả. Ăn gì? Dạ em ăn cơm. Đây. Chị một cái ăn chán đi. Ăn bóc giả trước thôi thôi để chén này cho chị. Vừa ăn vừa cái ấm luôn kìa. Mùa đông đã đến. Mùa đông đến rồi các bạn ơi. Gió hắt hiu. Chuyện cơm hay gió bắt gì? Tới rồi. Ủa ngồi như ta hình như nhà này có mình anh cẩm trọng lõn à. Cái này lên đó, em là lạc lội trước, ha. Cái này để lên nè thấy chưa. Thôi xong rồi phải không? Cẩm không ăn cơm phải không? Hôm nay vậy thì nhà mấy chị em nướng cá chê ăn với lại bánh tráng các bạn. Hoặc là mình ăn với cơm thì món ăn cũng chín rồi. Mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng dùng nha. Mời mọi người. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn Ti ơi. Cá này chị Ti ơi, cứ xích vô đi Ti. Để em đắp cho Ti để nó dai. Thế này nè. Cho Ti vô. Còn một sọt làm gì ăn đây. Chấm mắm rồi Ti. Còn một sọt làm gì ăn. Kinh chua. Thôi thôi ha. Nổ chị. Xuân nha. Thay vì mình chấm mắm rừng giờ mình chấm mắm me lạ lắm luôn á. Ngon chị. Không biết nữa, ăn thử coi. Thấy nó lạ lạ. Ngon. Chưa ăn em đã biết ngon rồi đó. Em là người đòi mà. Em thấy nó ngon thôi. Thích làm sợt sợt. Cái da nó giòn quá. Chua chua. Chị ăn không? Ngon. Ngon chị. Lạ miệng hơn ha. Dạ. Mắm me ngon hơn. Mắm me ngon hơn chị cảm ơn. Sao chị Dung liền? Thấy chưa. Ha. Thôi mình nói chị Dung cũng đợi ăn mà. Thôi chịu gói cho em cuốn nào chàng chàng. Tình thương mến thương mà con. Tình nghĩa chị em vậy đó. Ai biểu chị đòi ăn cơm mà. Ăn cơm cơm mà cứ gói đưa chị vẫn ăn được. Chị không từ chối. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ giả bộ đi con. Giả bộ làm cuốn cho chị Dung đi. Chị Dung có từ chối không? Anh ăn cái đuôi giòn quá ha. Thằng ơi, méo cho chị không ơi. À không ăn cuốn cá hợp tiết lắm á. Cá chê rất là dai luôn á. Để giờ em sẽ cuốn ra một người rất là đặc biệt. Cho chị Dung hả? Em không có đặc biệt với nó đâu. Em cũng có đặc biệt với nó, cho Ti à. Chắc cho bé Ti quá. Chắc cho bé Ti à. Ai cũng hồi hộp vậy ta. Em ăn hết chén cơm mới được. Bún ngon lắm á. À, chị vô cũng... chị gọi điện cái nghe cắm. Tiếc lắm đó nha. Suy nghĩ kỹ chưa, không ai cuốn thiệt luôn hả? Nhường cho cắm á. Chị
Chị ăn cơm xong rồi chị cuốn. Chị ăn cơm xong là em hết bánh chén rồi đó. Sao tới ngon tới? Dạ ngon. Chị miếng dưa leo đi. Ăn mua dưa leo ngon dữ ta. Trời, trời ngon ghê luôn á. Cải khen ghê hoài nhẹ nè. Cải khen đang câu đây. Mà các bạn nha, Hằng mua dưa leo đó. Chị, cho chị nè. Dạ, người đặc biệt đó chưa? Chị đặc biệt đó chưa? Cảm ơn. Rồi nói sao với nhỏ? Rồi, trả lại đi. Rồi bỏ chén cơm luôn, chị cảm ơn. Bởi gì? Không, chị ăn thử đi. Ăn rồi bỏ chén. Nhưng mà mai mốt là mình làm nó chấm nên là mình không nên bầm. Bầm gì chị? Bầm gì ra? Mình chỉ đâm thôi. Đâm nó ra nhựa nhìn nó ngon hơn là mình bầm. Dạ. Tỏi thôi chị. Con cá này mới ngon. Chị thích đâm không? Dạ. Ăn biết cơm cho chạy gói chị ơi. Ngon quá. Ngon quá hả? Ngon. Ngon. Bánh gói ngon quá. Chắc tại cắm gói đó cắm ơi. Cho chị luôn. Em mà gói cho hai người nữa là chắc tới chiều quá ta ơi. Ăn đi. Ăn đi đỉnh gói kìa. Ai cắm. Gói chị ăn gói không chị ăn? Hay lát chị thôi lát chị ăn chị gói. Chị ăn cơm trước thôi cho chắc bụng. Ăn bún vô chứ nó dễ đói. Đi đúng đi học một hồi đó nữa. Ti ăn gói không? Ăn đúng không? Biết lắm rồi. Gói cho Ti đi. Gói cho Ti. Ti là ăn dưa leo với cá thôi. Lỡ có rau thì Ti ơi, được không? Được luôn ha. Ti ơi, con có ăn rau không? Không chị, em thấy ăn gì rau mới ngon lắm Ti. Đúng rồi. Xích chị rau quá. Chị là dở ăn rau mà chị không ăn được. Rau ngon mà. Thử đi. Ai cảm ơn hòn hết đúng không? Dạ. Em có chừa trên bàn một con cá bự liền kia. Chứ đừng lo. Nãy mặn có ba con hả? Dạ ba con à, còn nhiêu em bỏ xuống dưới rộng hết trơn luôn. Mai đi nữa không? Trời ơi, cái này ăn 2 ngày nữa chưa hết luôn á chị. Mai đi nữa đem về nhà rộng. Em nghĩ là mình nên mua cái mùng mình giăng nó đi. Mùng hả? Cái lưới á. Cái mình giăng giống như người ta vậy chị. Nuôi nó luôn á. Nuôi luôn. Nuôi nó mập lên thêm nữa đúng không? Rồi nó đẻ ra thêm nữa. Mà cá chê dễ nuôi, ít bị bệnh nữa. Mà nó đâm đau quá. Đúng rồi, nó hung dữ lắm á. Đậm đậm nhất á chị. Ừ, nhiều cực kỳ. Mà công nhận nó mạnh ghê thiệt chứ. Nó mạnh lắm á. Nó về nhà mà nó vẫn còn sống, chị để lâu á mà nó vẫn còn sống, nó không bị sao chứ. Cảnh đập đầu nó mà nó cũng không chết luôn chị. Đập cắt mấy lần luôn á chị. Cắt đuôi cắt kỳ nó mà nó vẫn còn vậy á. Cái bụng nó đảo. Chừng nào nó mới chết. Có khác không nó hay lắm ơi. Không chị ơi. Giòn. Giòn luôn nè, trời ơi. À, cái già đó, đó đó ăn ngon lắm cả. Ngon lắm. Ăn em bởi vì em mới để cho nó vàng á. Ừ. Dung dầm ở đây à. Giòn dễ sợ. Dạ. Lạ miệng quá. Chị thích ăn gan nhiều. Rồi. Rớt rồi, lụm vô. Sao biết vô. Để Dung lụm đó. Chua. Ủa. Mới nãy làm có một trái à, cảm không chịu chịu cay, làm thêm trái nữa. Vừa ăn không? Vừa ăn mà chị. Vừa. Chị sợ cay hàng không được á. Vừa vừa. Ở đây ai ăn cay cũng được. Vừa vừa mà cái mỏ thì vẫn vẫn. Bình thường mỏ em đã nhậu. Ăn hết cái nhậu hơn đó chị. Chị không biết làm sao mấy mỏ tự nhiên nhậu. Chắc là chua nhiều. Bẩm sinh là nó vậy. Ngon quá. Không phải là từ em không có bị đâu mà đi chung với cảm ghét này nè. Nó hiếp em mà em mới nhọn lên. Trời nữa. Ủa hồi em nữa. Cái này nó ăn hiếp hả chị? Ừ. Ý mà nãy giờ em ngồi im gu quá nha. Không nói gì luôn á. Chọn cách chu mỏi hả? Trả lại hả? Chu thôi chứ đừng nói gì. Có không cảm bộ hùng lắm á chị cảm. Em không biết gì luôn á. Chị đi chung với nó đi. Chị đi nó là 2 năm chị nay. Chị chung xe với nó đi. Chị thấy nó im gu à? Im gu. Hôm nay thật sự nhà mấy chị em mình cùng xúm xích để đi bắt cá các bạn, các bạn vui luôn. Nếu các bạn thích video nhà mình làm thì nhớ like, đăng ký ủng hộ mấy chị em nha. Giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, bye bye cả nhà.